Hello anh em. Mép lên cái phụ hai ấp quay gì anh em ơi. Xe này anh em lên đẹp quá. Đèn đốm nào lên hết trơn nha anh em. Nè. Đèn đó đèn quay thái đó. Trước đèn lái, đèn mũi luôn anh em thấy không? Rất là đẹp. Màu đỏ ha. Xe này full tâm huyết rồi nha anh em ơi. Là đẹp luôn. Xe này là chỉ dành cho những anh em là yêu cái đẹp. Yêu cái đẹp. Không cần zin. Miễn sao mà ha, đẹp chắc. Ok là được. Đó, nhìn thấy xì âm luôn ha. Cầm niền. Đó, vô đồ thái không luôn. Nè, đĩa cũng vậy luôn nè. Cuộc khuyết rồi ốc tán rồi trắng tươi mình tâm quyết luôn đẹp nha. Quá đẹp vậy nè. Đẹp từ trong ra ngoài. Đó, từng cái yên luôn, đường nét đầy đủ. Ủa xe này yếu bình hả? Sao đó vậy? Để rồi gắn cái bình vô nha nè. Cầm đi để quay xong rồi gắn bình vô. Bình gắn vô là mọi thứ ok nha nè. Chưa gắn bình. Đẹp quá anh em ơi. 26 triệu nha anh em. Người ta full sẵn hết trơn ha, rất là tuyệt vời luôn, mình về mình không phải làm gì hết. Mình không phải tốn công tốn sức. À, đặt tâm huyết chưa đâu làm gì nha anh em. Mình mua được cái xe tâm huyết của người ta nè. Đèn đẹp quá anh em ha. Đèn thái nhìn phê. Ủa không tắt đèn làm đâu à? Để, quên. Sáng đẹp nè. Nhanh chớp đi đủ để gắn cái bình vô cái. Máy blue nè em ha. Máy thì không ai nói tới luôn, miễn bàn luôn. Gắn cái bình vô đầy đốm điện đầy đủ. Đẹp quá. Xe này hồ sơ có sẵn luôn rồi nha anh em ơi. Anh em về là chỉ có việc là bấm số ra tên thôi. Chỗ nào anh em nhập được thì ký nối nhập được thì dễ rồi đó. Còn chỗ nào mà ký nối nhập không được thì mình tính tiếp. Máy em ru nghe nha, gắn bình vô đó, mới gắn bình vô. Đẹp quá anh em ơi. Máy đảo quá nè. Máy tuyệt vời luôn. Nha, vô bình cái nhanh chớp rồi nhẹ nhàng. Xe này thì đi hình ngoài chạy dòm ngang là không ra được chiếc Phương 2 đâu nha anh em.
về là cà phê hết đi ha. Thay vì mình tính ra mình mua cái chiếc Alpha ngoài triệu chạy đâu đẹp cái này đâu anh em, đồ áo đồ đâu có nhìn đâu có phê bằng người. Đó. 125 luôn. Rồi anh em nào cần thì alo nhé anh em, xe đẹp quá đó anh em ơi. Rồi xin cảm ơn.